không thể nói cái điều mà chúng ta không thấy. Cho nên những gì chúng ta không thấy thì chúng ta không kết luận là có hay không, nhưng coi những thứ mà chúng ta chưa từng thấy, chưa từng cảm nhận, để có một cái bài học gì đó về tội phước nhân quả, hiểu một cái điều gì thêm của trí tuệ để chúng ta rút ra bài học cho riêng mình. Khoan nghi ngờ và khoan kết luận đúng hay sai, có hay không qua câu chuyện sau đây. Và trước khi xem câu chuyện này thì chúng ta cũng nên biết câu chuyện, chúng ta cũng nên biết cái chương trình này là mục đích, con người, nhân vật là ai và họ thực sự đang làm cái gì, họ muốn mang lại cái thông điệp và giá trị gì. Thì đây là chương trình show thực tế về tâm linh của Thái Lan, một chương trình duy nhất trên quả địa cầu này thực tế. Con xin giới thiệu sơ về cái chương trình này để chúng ta biết nó không phải là những chương trình mờ ám trong bóng tối, mà là chương trình công khai. Nó thực tế, nó không được lên kịch bản trước. Nó có nhiều phần, trong đó có những cái phần gọi là sang ma nữa. Nhưng mà những cái phần mà chúng ta được xem là nó ở trên một cái phim trường show thực tế và rất là nhiều người chứng kiến ở đó. Khách mời là những cái con người gặp những cái vấn đề tâm linh, cần sự hỗ trợ, giải quyết những khúc mắc về nghiệp báo, về nhân quả và tương tự vân vân. Cái người phụ trách chính của chương trình này là một MC, một cách rất là khách quan, sẽ đưa ra cái ngày tháng, năm sinh, bảng số xe, số nhà, số điện thoại, các thứ vân vân của khách mời nhé, để cho một người thầy tâm linh tên là View dựa vào những cái thông tin đó và những cái vấn đề của vị khách đó sẽ được đoán trước. Và MC sẽ ở ngoài nói chuyện với vị khách mời, sau đó mời thầy View này ra để đối chứng với khách mời xem là những gì dự đoán có phải là đúng như vậy và tìm cách giải quyết. Thì phải nói công nhận là cái chương trình này mang cái giá trị nhân văn, nhân quả vô cùng là đặc biệt. Con chưa nói nó là, con chưa kết luận nó bằng một cái nhận định tích cực hay tiêu cực nào. Con cảm thấy nó rất đặc biệt. Những câu chuyện tai nạn, xe cộ, giao thông, giết người, kumathon, vân vân được vạch trần và nói ra rất là, con cũng dùng tiếp cái chữ là đặc biệt. Con chưa kết luận đúng hay sao. Chỉ còn lại là chiêu để sau khi nghe clip này mình có thể tìm hiểu thêm và để chúng ta học hỏi. Con cảm nhận được và con muốn chia sẻ với chiêu để không phải những cái gì mà thầy View này thấy mà chúng ta không thấy, bởi vì cái chuyện đó là 50-50. Những gì chúng ta không thấy thì chúng ta không nên bàn, nhưng mà cái thứ mà chúng ta có thể cảm nhận được đó là trí tuệ đanh thép xéo sắc của một thầy View này. Thầy View này có rất có lý, rất hợp nhân quả, rất có từ bi. Đây là những lời con kết luận về cái trí tuệ của ông. Còn cái năng lực thì con không dám kết luận, bởi vì con không có năng lực đó. Còn cái trí tuệ thì con dám nói rằng một người rất là sâu sắc và có tình thương. Đặc biệt là cái show này nó cũng mời những nhà khoa học và chuyên gia tâm lý để nhìn cái góc độ tâm linh phần nào đó có thể giải thích được, không rơi vào mê tín gì đâu. Cực kỳ hay. Rồi, bây giờ mời chị Quỳnh để bắt đầu xem clip của chúng ta. Chú tâm nha, để câu chuyện từ đầu đến đuôi được diễn ra. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là câu chuyện của một người phụ nữ mà cô ấy cố gắng để tự tử. Cô đã treo cổ để tự tử sau khi xảy ra cuộc cãi vã với mẹ của mình. Nhưng người phụ nữ này đã thoát chết một cách không thể tin được. Kể từ đó về sau, người phụ nữ này phải sống cuộc sống rất đau khổ. Việc mà cô ấy cố gắng tự tử vào ngày hôm đó đã làm cho cô phải gặp vong hồn hiện lên cho cô ấy thấy suốt 20 năm. Ngày hôm nay đến với chương trình, cô ấy muốn chúng tôi giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng này. Vì vậy, xin mời cùng gặp cô Thanthon Chạ Dầm Chay. Nếu thích video này, hãy đăng ký và like, chia sẻ video này để cho nhiều người cùng biết tới câu chuyện này nhé. Xin chào, xin mời cô. Chị Thanthon Chạ Dầm Chay đúng không ạ? Hiện tại cô đang ở đâu và bao nhiêu tuổi rồi? Ở Bangkok ạ, năm nay 40 tuổi. Ở Bangkok đúng không ạ? Xin phép tôi gọi là nhé. Vâng ạ. Vậy cô có tất cả bao nhiêu anh chị em? 3 người ạ, một người đã mất rồi. Là người ở giữa, tôi là con gái út trong gia đình. Hiện tại thì cô đang sinh sống cùng ai ạ? Ở với mẹ, cháu và chồng của tôi ạ. Xin phép hỏi đến nguyên nhân cô tự tử vào ngày hôm đó được không ạ? Tôi có cãi cọ với mẹ vì chuyện có một người gọi đến nhà. Lúc đó tôi 20 tuổi, người gọi đến là một người con trai, gọi đến giống như để tán tôi vậy đấy. Thì mẹ tôi nghe thấy vậy, mẹ liền nói tôi rằng tôi đi mở lối cho đàn ông tán. Tôi rất tức giận nên đã xảy ra cãi cọ với mẹ. Trước đó cô chưa từng có người yêu hả? Chưa từng ạ. Vậy đó là người con trai đầu tiên tán cô. Tôi không biết anh ta là ai, gọi đến nhưng tôi không biết người đó là ai. Gọi đến nói chuyện chơi, vâng, thì mẹ tôi bắt gặp được. Mẹ nói tôi chủ động ve vãn người ta, nên tôi cãi lại mẹ. Lúc tranh cãi với mẹ, tranh cãi lớn đến mức nào? Cuộc cãi nhau hôm đó rất lớn ạ, mẹ tôi đã chửi tôi. Mày môi trai nó như thế nào, để đến mức nó gọi đến như vậy, con kia. Mẹ con không phải là người gọi, người ta tự gọi đến, con chẳng làm gì sai cả. Họ là người gọi đến, con chẳng nói gì cả, xong mẹ tôi mới tát tôi. Phải nói rằng từ nhỏ đến lớn mẹ tôi chưa từng đánh tôi, xong tôi lại cãi tiếp. Tát đi, tát đến lúc nào mệt thì thôi, mẹ tôi mới tát liên tiếp 5 cái. Và nói mày đi treo cổ chết ở đâu thì cứ đi đi. Lúc đó cô nghĩ tại sao mẹ lại mắng nặng nề như vậy không? Có lẽ họ lo lắng cho tôi. Vì lúc đó vẫn đang còn nhỏ. Cô thấy đau lòng vì lời nói của mẹ ngày hôm đó không? Vì mẹ nói cô ve vãn đàn ông và tát cô nữa. Đúng vậy, tôi mới nghĩ sao lại chửi tôi đến mức này, sao lại sử dụng những câu từ đó với tôi. Nên cảm thấy không chấp nhận được. Tôi rất buồn vì lời mẹ nói. Vậy cô có giận mẹ cô không? Rất giận. Sau khi tát tôi 5 cái và mẹ đuổi đi treo cổ, tôi mới vào nhà dưới. Nhà mà cãi nhau đó là nhà chính, thì tôi xuống nhà thứ tư có phòng ngủ của tôi. Treo cổ lần thứ nhất dây bị đứt, và lúc đó có cháu trai và cháu gái của tôi mới thấy. Hai đứa mới khóc nói, cô làm gì vậy? Tôi nói, cô không làm vậy nữa, giờ cô chuẩn bị đi ngủ. Xong lúc đó hai đứa cháu đi ra ngoài, nhà tôi là nhà kiểu của ngày xưa, có cánh cửa gỗ. Tôi đóng cửa lại, nhưng cửa sổ lúc đó vẫn mở. Và lần thứ hai này tôi rất quyết tâm, nhắm mắt lại và nói, bố mẹ con xin lỗi vì đã làm mọi người buồn. Khi chuẩn bị xong, nghĩ trong đầu lần này chắc chắn đi luôn được rồi. Quyết tâm, nhắm mắt mình lại và sau đó không còn nhớ gì nữa. lúc thắt cổ cô sử dụng dây thừng hay gì? Dùng dây thừng màu xanh ạ, cô treo dây lên đâu? Nhà tôi có 2 tầng. Cô đứng lên gì để treo cổ? Tôi đứng lên ghế và ném người rơi xuống. Vâng, lúc đó chỉ với suy nghĩ, tao phải chết bằng được. Giây phút trước khi cô thả người rời khỏi ghế cô nghĩ gì? Tôi chỉ nói xin lỗi bố mẹ, xong nhắm mắt lại thôi. Vì tôi không làm những điều giống như mẹ nói, nên cảm thấy đau đớn. Thấy mẹ và bạn tôi kể cho nghe là 2 đứa cháu. Khi nói chuyện với tôi xong, 2 đứa chạy đến chỗ của mọi người và nói cô ung, kiểu như vậy. Nên bạn tôi mới lo lắng, mới chạy vào nhà xem có chuyện gì. Chạy vào thấy cửa đóng, chạy ra bên cạnh nhà chỗ cửa sổ nhìn vào thì thấy tôi, lưỡi đã thè ra ngoài rồi. Xong họ nhanh chóng phá cửa vào cứu tôi. Đó là bạn của tôi ở Như Quán, họ phá cửa để xông vào. Và cùng mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện ở Kilo 4. Họ kể lại tình trạng của cô lúc đưa vào bệnh viện là như thế nào. Họ kể lúc đó lưỡi tôi đã thè ra ngoài rồi ạ. Vậy lúc tỉnh lại mẹ cô có nói gì không? Mẹ tôi chỉ khóc thôi. Tôi mới nói, tại sao lại khóc? Vừa rồi không phải bảo đi treo cổ chết đi à? Tôi nói như vậy. Thế mẹ nói gì không? Mẹ không nói gì cả, chỉ đau buồn thôi. Còn dấu thắt cổ không ạ? À đây, vết ở phía dưới này nhé. Xin lỗi nhé, là vết này phải không? Đúng vậy, tôi vẫn nhìn rất rõ vết sẹo của nó. Vết thương có lâu không thì lành? Lâu ạ. Vì lúc đó rách phần thịt một chút rồi. 20 năm rồi mà giờ vẫn nhìn rất rõ, không mất đi được. Vậy có nghĩa là vậy sau sự việc đó, cả 2 mẹ con có nói chuyện làm lành với nhau không? Mẹ Khủ cũng ngủ cùng với mẹ. Đã thoát chết như thế này, không phải mất mạng mình vì suy nghĩ tiêu cực nhất thời. Nhiều người cố gắng tự tử thì đã thật sự chết, nhưng cô may mắn lại sống sót. Vậy sau khi chuyện này xảy ra, cuộc sống của cô thay đổi như thế nào? Sự thay đổi lớn nhất của tôi là tôi có thể thấy vong hồn, thấy ma. Từ lúc nào? Ngay đêm hôm tôi treo cổ luôn. Đêm đó mẹ bắt ngủ với mẹ. Đang ngủ bên mẹ thì có một người đàn ông. Đến ngồi cạnh tôi, xong kéo tôi đi. Hình dáng người đàn ông đó như thế nào? Cao lớn, người đen thui, tai to, mắt to, nhưng mặt họ rất hung ác. Kéo cô để làm gì? Giống như họ muốn kéo bằng được hồn phách của tôi đi bằng được vậy. Cô cảm nhận là họ đang muốn kéo hồn cô đi. Vâng, đúng vậy. Tôi cố gắng vùng dậy. Tôi gọi mẹ cứu tôi, khi mẹ nghe mẹ ôm tôi vào lòng. Rồi sau đó cũng ngủ thiếp đi. Và chưa hết, họ đến lần 2, lại đến kéo tôi đi. Vậy mẹ có thấy gì không? Mẹ tôi không thấy gì cả. Bà ấy nghe lúc cô bị kéo đi hả? Mẹ nghĩ là tôi đang mơ ác mộng mà thôi. Kiểu giống như nửa tỉnh nửa mê. Vậy người đàn ông đó là ai? Sau khi chuyện này xảy ra, mẹ tôi có đi tìm hỏi một bà ở khu vực gần nhà. Và bà ấy đưa đi gặp thầy sư, và thầy sư có xem cho tôi và nói. Người đàn ông có mặt mũi như thế này, giống như tôi thấy. Là chủ của cái cột trên mái nhà mà mẹ và bố tôi đã mua về làm mái nhà. Họ đã chết vì treo cổ và họ muốn kéo tôi đi thay họ. ที่ผูกอะค่ะไม้เดียวกันCó khi nào phong hồn này đã làm cho suy nghĩ của cô muốn treo cổ chết không? Có lẽ vậy, chắc họ muốn kéo tôi chết để phong hồn tôi thấy chỗ của họ. Đó là lần đầu tiên cô thấy phong hồn, vậy trước đó cô từng thấy chưa? Chưa từng thấy luôn, vậy trước đó cô có năng lực tâm linh gì không? Không, tôi không có gì cả. Thầy sư xem cho tôi và nói rằng sau khi chuyện này xảy ra, cái gì chưa từng thấy, chưa từng nghe thì giờ sẽ được thấy. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó sẽ là chuyện này. Theo niềm tin là người thoát chết hoặc gần với cái chết thì sau này sẽ có năng lực như thế này. Thầy sư chỉ cách là phải bán ngôi nhà này. Đúng vậy. Thế có bán không? Bán à? Bố mẹ tôi đã bán ngôi nhà đó. Sau đó có còn thấy vong hồn của người đàn ông này nữa không? Sau khi bán nhà thì không thấy họ xuất hiện nữa. Vậy sau khi bán nhà, xuất hiện những hiện tượng là gì với cô? Từ đó trở về sau lúc nào cũng thấy, bắt đầu từ sự việc đó. Cho dù đi đến địa điểm nào thì cũng sẽ có những vấn đề đó xảy ra. Kể nghe một sự việc đi ạ, lúc đó đi du lịch, cái này cũng sợ lắm nhé, vì họ đến chạm vào người tôi luôn. Công ty tổ chức cho đi du lịch, xong lúc ngủ thì bị họ đè lên người. Lúc đó gần sáng thì cảm nhận có cái gì đó đang đè lên người mình. Tôi cảm nhận được đó là người phụ nữ. Đến lúc đó tôi cố gắng chiến đấu với họ. Và thấy người phụ nữ đó đang trong tư thế này. Trong tư thế này là một người phụ nữ cao, trắng bạch và tóc rất dài. Sau khi vùng dậy được, quay lại thấy họ nằm tư thế này quay lưng về phía tôi. Thấy lưng của họ, đúng vậy, xong bạn của tôi mới đến lay tôi dậy. Tôi hỏi bạn tôi có thấy gì không, người phụ nữ nằm ở đây, bạn tôi nói không thấy gì hết. Chắc chắn lúc đó cô không phải mơ. Đúng vậy, vẫn còn nhận thức được mọi thứ. Đúng vậy, có nghĩa là cô có thể nhìn thấy được phong hồn và cô có đi tìm hiểu ở đó từng xảy ra chuyện gì hay không. Xong lần đi du lịch đó về thì tôi có đi hỏi một bà bác ở trong khu nhà tôi. Kể câu chuyện mà mình gặp cho bà nghe và hỏi ở đó có gì không. Bà nói nơi đó có người phụ nữ lái xe bị rơi xuống sông, bị chết vì ngập nước. Xe lao xuống nước và chìm xuống. Và có người chết tại đó. Người phụ nữ đó tôi đã lấy một nén nhang, thắp và khấn cho họ nói rằng để tôi về nhà tôi sẽ cúng lễ cầu siêu cho cô và hãy vào giấc mơ của tôi nói lý do vì sao cô chết. Và khi về tôi cũng làm lễ cho họ. Sau đó cô ấy thường xuyên vào giấc mơ của tôi. Tư thế của họ chết khi xe lao và chìm dưới nước, biểu hiện của cô ấy như thế này. Giống như lời bà khu nhà tôi nói. Ngoài chuyện này, còn chuyện gì nữa không? Mới gần đây nhất là khi đi xe cùng chồng tôi, lần này làm tôi sợ đứng hình luôn. Ngồi trên xe với chồng di chuyển về nhà thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lá đang băng qua đường và bị xe lao đến tông trúng. Tông trúng họ bay lên vỉa hè luôn. Người đàn ông này đang băng qua đường và bị chiếc xe này tông trúng bay lên tận vỉa hè. Lúc đó cô cũng đang đi qua đường, không tôi đang ở trên xe, chồng tôi ngồi bên cạnh đang lái xe. Thấy như vậy tôi đứng hình, nghĩ không biết đó là tai nạn thật sự hay hình ảnh mà vong hồn cho mình thấy. Lúc đó tôi vẫn ngồi về nhà và kể cho chồng tôi nghe và hỏi anh có thấy gì không. Chồng tôi nói không thấy gì cả. Xong tôi có kiểm tra xem ngày hôm đó, ở đoạn đường đó có xảy ra vụ tai nạn nào không, nhưng không có gì cả. Vậy có nghĩa là người đàn ông đó cho tôi thấy hình ảnh vì sao họ lại chết. Cô cảm thấy như thế nào khi bản thân mình phải thấy những điều như vậy? Phải nói là thấy quá nhiều đến mức hiện tôi thấy quen rồi. Nó cũng rất mệt đấy nhé. Nhiều khi có phong đến làm cho tôi phải mệt cũng có. Nhiều phong đến không làm tôi phải mệt cũng có. Nhưng hầu hết khi thấy tôi đều đi làm lễ cầu siêu cho họ. Ngoài chuyện họ cho cô biết vì sao họ chết, vậy họ còn muốn gì ở cô? Chưa từng hỏi họ muốn gì, nhưng tôi thường cầu nguyện sẽ làm lễ chuyển phước cho họ. Cô thích không khi bản thân mình có thể thấy được phong hồn? Nói thẳng luôn thì tôi không hề thích như vậy. Nhưng thấy thương cho họ rất nhiều. Muốn không bao giờ thấy nữa hay là thích thấy? Không phải thích thấy, mà họ cần mình giúp thì tôi luôn sẵn sàng để giúp họ. Tôi sẵn sàng giúp họ, nhưng nếu không thấy thì cũng tốt. Không thấy cũng tốt đúng không? Vâng. Vậy là cô muốn thoát khỏi điều này. Nếu được thì tôi muốn thoát ra khỏi chuyện này, vì nhiều khi rất là mệt mỏi. Chúng tôi thì không thể giúp cô được gì hơn nữa, nên hãy gặp nhà tâm linh Lưu ạ. Trước khi chương trình được quay, chúng tôi chỉ cho anh Lưu ngày tháng năm sinh của khách mời mà thôi. Và anh Lưu cũng chưa từng gặp hoặc nói chuyện lần nào với khách mời. Từ ngày tháng năm sinh trong tay tôi, cô Thanthon. Trong số nhà này tôi thấy có cái chết hiện lên hoặc có người trong nhà đã mất. Và bản thân cô Thanthon là người thoát khỏi bàn tay của cái chết. Và việc thoát chết đó đã làm cho cô ấy có thể cảm nhận hoặc giao tiếp, tiếp xúc với phong hồn quanh quẩn, lang thang và theo bám cô ấy. Đây là những gì anh Lưu có thể cảm nhận được trong ngày tháng năm sinh của khách mời. Và anh Lưu có thể cảm nhận thêm gì hay không sau khi bước vào nói chuyện với khách mời? Cùng theo dõi nào! Xin chào anh Lưu. Đây là cô U ạ. Anh Lưu tin cô ấy có thể nhìn thấy phong hồn không? Tôi tin 100%, vì tôi đã nói trước khi gặp cô ấy, lúc trong phòng tối tôi có nói, người này đã thoát khỏi cái chết, nên vì vậy làm cho cô ấy có năng lực tâm linh. Nhưng năng lực này đang dần đáng sợ hơn. Tại sao những người trải qua, thoát khỏi cái chết lại càng tiến gần hơn với năng lực này ạ? Giống như một phần con người của họ đã bị mất đi rồi. Vì vậy, cuộc sống mới được sinh ra thêm lần nữa sau khi họ thoát khỏi cái chết, thì được gọi là bắt đầu cuộc sống mới. Vậy bắt đầu cuộc sống mới, nếu người đã có năng lực này từ trước rồi, thì họ thoát khỏi cái chết, họ sẽ cảm nhận được cái chết gần hơn nữa. Tôi hỏi thẳng nhé. Hôm nay cô đến đây, cô đến để muốn không có nữa? Hay cô đến để xác nhận rằng cô có? Nếu họ cần tôi giúp thì tôi sẵn sàng, nếu không thấy nữa thì cũng tốt ạ. Vậy giữa lúc cô cảm nhận được cho đến tận bây giờ, cô đã làm những gì rồi? Nếu thấy phong đến thì tôi sẽ làm lễ, đi lễ tạo phước cho họ. Vậy ngoài chuyện này, còn đi làm gì nữa? Đi làm lễ ở các chùa thôi à? Như là Cô đi xem cho ai, cô cảnh báo cho ai, cô đi nói chuyện của người khác. Có nói ạ, nhiều không? Cũng nhiều người ạ, khi cô cảnh báo cho họ, cô cảnh báo gì? Cảnh báo. Nói họ đã phá thai. Và thật sự họ đã từng phá thai. Kể tất cả những lần cô đi cảnh báo cho người khác tôi nghe, cô đã làm những chuyện gì khi cô có năng lực này. Như là, tôi mơ thấy trẻ em, là bé gái mặc áo màu xanh nhạt, đến tìm tôi. Nói với tôi mẹ con ở vị trí này, vị trí nọ kiểu như vậy. Nên tôi mới hỏi, đúng là mẹ của con hả? Họ nói. Đúng vậy, mẹ con đó, mẹ không yêu con, mẹ giết chết con. Và tôi mới đi người là mẹ đó. Và họ nói thật sự họ có phá thật. Được rồi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện tiếp theo mà cô xen vào cuộc sống của người khác, có những chuyện gì? Không có ai, chỉ có chuyện phá thai thôi đúng không? Nghĩa là cô tự dưng đến cảnh báo cho bạn của mình hay sao? Tôi mơ trước ạ, mơ thấy trẻ con đến tìm đã ạ. Có trẻ con đến tìm, rồi tôi mới hỏi họ rằng, trả lời thật cho chị biết, có phải em đi phá thai không? Này họ về báo cho chị đấy. Mỗi ngày chị cảnh báo cho bao nhiêu người? Chắc cũng được 5 người. Sau đó tôi phải hỏi trước khi trả lời những chuyện khác của cô. Đó là điều mà tôi rất lo lắng. Cô đến để cho tôi xác nhận cô có năng lực này để cô về hành nghề, hay cô đến để muốn tôi giúp không có nữa? Phải trả lời chắc chắn, tôi không muốn có ạ. Nếu họ muốn tôi giúp thì tôi sẵn sàng. Câu trả lời là có, vâng ạ. Nghe cho kỹ nhé. Chuyện này tôi căn dặn rất nhiều rồi. Người như chúng ta, như bản thân tôi hay bản thân cô đi chăng nữa, hoặc đó là ai trong đất nước này hay trên thế giới này, có năng lực tâm linh hoặc năng lực đặc biệt giống bản thân tôi đây. Nếu ngày nào đó bạn có những cái này rồi, một lúc nào đó bạn thay đổi bản thân mình, từ câu giúp đỡ người khác, trở thành câu giúp đỡ bản thân mình. Kiếm tiền trên nỗi đau, nỗi khổ của những người đã chết đó, từ người anh em, người thân của họ. Với tính chất làm vì tiền, kinh doanh, hy vọng mỗi tiền để bỏ vào túi của mình mà không quan tâm đến nỗi đau khổ của người dân. Và đến một ngày, người như chúng ta, như tôi hoặc như cô mà làm điều này sẽ không được chết một cách yên bình. Vì bạn kiếm tiền trên nỗi đau của con người. Vì vậy người mà có năng lực như thế này phải hết sức cẩn thận với những việc mình làm. Phải ở trạng thái, cái tâm thật sự muốn cố gắng giúp đỡ con người. Nên tôi mới hỏi cô muốn có hay là không có, vì muốn có là điều rất đáng sợ. Con người chúng ta khi nào còn hơi thở thì lúc đó vẫn có thể mắc sai lầm. Lúc nào gặp sự đau khổ, về sự cần thiết của tiền bạc trong cuộc sống, thì ta sẽ sử dụng năng lực này sai với ý nghĩa của nó ngay lúc đó. Hoặc cô chắc chắn với bản thân mình 100% rằng, người như tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm đó, nhưng cô có tin không, sẽ có rất nhiều chuyện làm bản thân mình, nói hoặc chỉ dẫn sai cách mà bản thân mình không cố ý. Vì vậy con đường đi này là con đường đến địa ngục nhanh chóng. Vậy tôi phải làm gì ạ? Vì tôi rất thương những phong đến xin lễ, xin phước như thế này. Tôi nói thẳng rằng tôi sẵn sàng sẽ giúp đỡ. Tôi không hy vọng rằng mình sẽ được báo đáp. Có người hỏi tôi, sao tôi không xin số đề? Tôi nói nếu họ muốn cho thì tự họ sẽ cho. Nhưng đây là họ đến xin lễ, xin phước để họ có thể chuyển sinh. Tôi sẵn sàng giúp họ. Vậy tôi hỏi cô giúp họ như thế nào? Thì làm lễ, cầu siêu cho họ. Vậy cô dạy, hướng dẫn cho những con người đó thế nào? 3 đến 4 người đó, nhiều người tin lời tôi và đi làm lễ, cầu siêu cho vong. Nhưng có người lại không tin, nên tôi cũng không nói gì. Nghe lời tôi nói thật rõ nhé. Việc phong hồn đến cầu xin là một chuyện rất lớn đối với cuộc sống của họ. Người đã chết rồi thì không thể nói hoặc sửa chữa lỗi lầm của bản thân mình được. Vì vậy, việc họ đến tìm cô hoặc những người mà có năng lực này đi nữa, có nghĩa là họ đau khổ rất nhiều về chuyện này. Và khi ta nhận lời giúp họ rồi mà ta lại không biết chỉ dẫn cho họ như thế nào, thì đồng nghĩa cũng có tội. Giống người bệnh đến hỏi cô, nhưng cô không phải là bác sĩ. Và cô nói là bạn về tìm hiểu. Xong cô giới thiệu cho họ đi theo con đường sai, nếu họ xảy ra chuyện gì, hỏi xem bản thân mình có sai hay không. Sai ạ, đúng, vậy câu nói muốn giúp, phải xem từ giúp này có trở thành việc tạo gia nghiệp hay không. Nhưng trước giờ tôi thường chỉ bảo, nên đi làm lễ, ban phước cho vong mà thôi. Đó là vì sao tôi nói như vậy là sai. Sai. Điều sai thứ nhất, cô không giảng dạy cho những người bố, người mẹ đó. Việc hướng dẫn chỉ lối thoát, thì họ sẽ vẫn không sợ nghiệp. Vì họ nghĩ rằng lễ tạ tội với bé thế là xong. Rõ chưa? Những điều này dạy rằng, dạy cho con người đi đúng đường là chuyện tốt. Nếu trong tâm của cô càng kiên định làm chuyện tốt, thì đó là chuyện rất tốt. Nhưng khi cô có năng lực này mà cô không có kiến thức, chưa từng học hỏi trước đây, trước khi đi giúp ai, hãy đọc và học cho thật rõ về vấn đề này. Và cô sẽ có thể dạy những con người đó đi đúng đường một cách tốt nhất. Việc làm lễ không thể giải quyết được nghiệp. Việc làm lễ cầu siêu không thể làm cho phong hồn đi chuyển sinh mà hết lo lắng được. Vì việc làm lễ đó, nó không xuất phát từ cái tâm, từ sự cố gắng muốn chuộc lỗi một cách thật tâm nhất với người đã chết. Cô nói với mẹ của bé rằng, cô từng phá thai phải không? Con của cô đến xin lễ đó, cô hãy làm lễ cho cháu. Người mẹ tin lời cô nói, cô ta chỉ đi làm lễ nhưng trong suy nghĩ cô ta lại không cảm thấy bản thân mình đã gây ra tội lỗi. Cô ta chỉ đi làm theo lời cô vì cô biết được chuyện giấu kín của cô ấy. Họ chỉ đi làm lễ, điều mà phong hồn nhận được là gì? Chỉ là lễ mà thôi, chứ họ không cảm nhận được mẹ của họ thấy tội lỗi khi làm vậy với con của mình. Đó, nó trở thành tội. Hiểu chưa ạ? Đó là vì sao mà tôi lại hỏi cô, muốn có rồi sẽ đi làm gì? Hoặc cô không muốn có. Tôi không nói bản thân tôi tốt nhé, vì bản thân tôi nếu làm sai cũng không thoát khỏi quy định này. Một câu nói của những người như chúng ta, nếu một khi dạy và hướng dẫn con người đi sai con đường, thì ngay cả tôi cũng phải chết bờ chết bụi như cô, giống như tất cả mọi người. Không phải làm vì tích phước nhé. Tôi làm việc này từ trước đến giờ, không bị tội là đã tốt lắm rồi. Đừng nghĩ việc giúp như thế là mình được tích phước nhé. Vì chúng ta có thể mắc sai lầm, hướng dẫn con người đi sai đường mọi lúc. Nếu chỉ dựa vào suy nghĩ của mình cho rằng làm điều này đúng, mà không tìm hiểu cặn kẽ hướng giải quyết, mà đã đi hướng dẫn người khác, và họ tin lời chúng ta đi làm theo cách sai này, vậy ta đã tạo ra tội rồi đó. Chuyện này cần phải rất tỉ mỉ. Anh Lưu ơi, tôi thắc mắc một chút ạ. Nếu ta muốn bịt việc nhìn thấy vong lại, thì có làm được không ạ? Thật ra nói là câu nói của những người thích nói mình có kiểu này, không cần phải bịt hay che lại gì đâu. Nó ở trong tim bản thân mình. Biết mà làm như không biết, nó có dễ không? Thì nó dễ hơn. Không phải thấy chuyện gì thì nói chuyện đó, cái này người ta gọi là bị điên. Nếu bạn thoát cái chết mà lại nói năng lực này trước khi bạn đi giúp người nào đó, bạn không cần phải che mắt lại đâu, chỉ cần bạn mở lòng và nghĩ rằng bạn sẽ nói gì với họ. Bạn đã sẵn sàng để đi dạy họ chưa? Nếu bạn chưa biết gì để đi dạy họ, phong hồn cũng vẫn chờ để trả thù. Chỉ cần bản thân mình sẵn sàng trước đã, đi che mắt, che tai lại không có đâu. Ngoại trừ thật sự bạn không muốn có nó, thì bạn hãy đóng con tim mình lại. Cái duyên của người mà đi giúp người được. Phải chuẩn bị đạo đức và trí tuệ đạo đức. và bạn sẽ không lạc lối. Khi bạn không lạc lối, thì bạn sẽ dẫn đường cho những người lạc lỗi về được. Nếu bạn học sai cách, thì bạn sẽ chọn cách sử dụng chuyện mê tín dị đoan, sử dụng niềm tin dễ dàng của con người, dẫn họ đi sai lối. Cô thử mang những điều anh Lưu dạy áp dụng vào bản thân mình nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn cô để đến kể câu chuyện của mình. Cảm ơn anh Lưu rất nhiều. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Đối với mình thật sự thấy tập này rất hay, thấm từng câu chữ của anh Lưu nói. Chị Bình Đệ đã nghe và tường tận hết câu chuyện không ạ? Chú Bình Đệ cảm nhận tuyệt vời không ạ? Hoang bàn những gì mà chúng ta không thể cảm nhận được và chưa thể cảm nhận được. Chỉ bàn về những lời nói vô cùng là sâu sắc, vô cùng là từ bi và trí tuệ của thầy Riêu mình. Rất chấn động. Khi mà ông nói về những cái thông tin mà ông chưa gặp mặt của người đó, mình bỏ qua câu chuyện mà ông có thể có khả năng tha tâm thông đó đi. Thầy bói ở Việt Nam cũng làm điều này rất nhiều. Xung quanh nhà con có bà nội dư của con cũng làm được cái điều đó rất tốt, bà ngoại dư. Và người ta tìm tới bà rất nhiều. Và bà nói về không gian, hiện vật, con người, những vấn đề xung quanh của người đó đang gặp rất là chuẩn xác. Nhưng mà bà chỉ có thể nói được như vậy thôi. Còn trí tuệ thì không biết. Khi mà gặp cái cô này, câu đầu tiên ấn tượng là ông hỏi một câu vô cùng chấn động đối với tâm thức của bà này. Giống như ông có tha tâm thông của bà vậy. Là cô có thực sự muốn có hay không? Cái cảm giác này là cảm giác gì? Khi mình có một cái cảm giác, khi mình có một cái năng lực, khi mình có một cái điều gì đó mà thế nhân không có, người xung quanh không có, thì cái tôi bản ngã của mình nó vô cùng là tự hào và nó muốn nắm giữ nó như là một phần thưởng mà nó mong người khác công nhận. Đúng không cô Thanh Đồ? Tất cả loài người của chúng ta hễ còn có bản ngã thì mình có một cái gì đó nhiều hơn người khác thì lập tức mình muốn một ai đó công nhận để mình hành nghề tự hào, hoặc là mình cũng muốn chứng tỏ những gì mình kể người khác không biết, người khác phải trố mắt nhìn như thế này. Cái cảm giác đó rất là tuyệt vời, đúng vậy không? Đây là phụ nữ hiểu nhất điều này. Vì khi mình đi buôn dưa lê và tám chuyện những cái thứ mà người ta không biết, khi mình ngồi say mê mình kể chuyện mà người ta phải lắng tai nghe, vô cùng là đã. Phải không cô Diệu Nhàn? Chứ phụ nữ chúng ta có cái năng khiếu nhiều chuyện, chúng ta kể chuyện rất tốt và chúng ta cảm nhận được khi mà một người nào đó lắng nghe mình mà mình nói chuyện mà họ không biết sẽ cảm nhận nó như thế nào. Phần lớn chúng ta thích nói hay thích nghe? Chúng ta rất là thích, không phải là nghe mà là nói. Cho nên khi mà mình biết những cái chuyện mà thế nhân này không biết thì lúc đó cái tôi bản ngã mình nó bám vào trong cái ngôn ngữ mà mình chia sẻ, đặc biệt là những câu chuyện tâm linh mà người khác phải wow. Cho nên khi mình gặp cái người này, cái người mà theo con cảm nhận bà này cũng chưa chắc có cái tâm đủ, cái tầm cũng muốn làm thầy, nhưng cái làm thầy này chưa đủ cái trí tuệ sâu sắc, cái lòng từ bi lớn. Cũng một phần nào đó 2 lần 3 lần ông hỏi là có muốn có hay là không, bà nói theo kiểu hàng hai rằng nếu có thì giúp họ tốt, mà nếu không có thì cũng tốt. Chứ cũng tốt của bà tức là ông hỏi nhấn mạnh lại, tức là muốn có. Bà gục đầu, tức là ông thấu trong tim của bà này. Bây giờ mình có cái thứ mà thiên hạ không có, mình thích không cô Dung Nguyễn? Thiên Ngân, tất cả chúng ta đều thích. Nhưng mà chúng ta nhận một thứ gì đó mình chưa sẵn sàng, chúng ta không xứng đáng để có thứ đó, thì cái thứ mà mình có nó sẽ vô cùng là tai hại với con người mình. Bằng chứng mình khổ tâm. Tâm là cái thứ mình có, con vật không có. Nhưng con vật nó không có, nó không khổ. Mình có, mình khổ, thì thà mình không có tốt hơn. Mà cái tâm của mình thôi mà mình không xử lý nổi. Và mình có thể thấy được bằng tha tâm thông, những cái tâm, những cái vong hồn, những cái chúng sinh, những cái thần thức, năng lượng không có liên hệ trực tiếp đến đời sống của chúng ta thì nó vô cùng là tai hại, tăng cái bản ngã của chúng ta lên, tự hào, tự khoe, tự mãn, thì kể những cái chuyện mà khiến những người khác phỉ báng vào nhân quả, phỉ báng vào tâm linh và bản thân mình. Nhiều khi cái này là thứ có thật, chứ vấn đề có từng cảm nhận đấy, thì chứ vấn đề sẽ cảm nhận được cái chỗ này. Đó là một số người, thế nào là không có cái năng lực làm thầy, không có cái phước báo, cái tuệ giác đủ để làm thầy, nhưng mà lại rất muốn được làm thầy bà, được rất muốn để hướng dẫn, để chia sẻ, được rất muốn người ta trầm trồ lắng nghe mình. Rồi mình chủ động mời gọi những cái năng lượng đó vào. Nhiều khi nó vào, mình bắt đầu giống như mình đang sống thật với những cái mong ước của mình. Rồi nhiều khi họ không vào thì sao? Mình bắt đầu tự tạo ra những cái cảm xúc và múa, máy, ca, hát, giống như là mình đang có người như vậy vào trong cái thân này, rất là nhiều. Và hiện giờ một số những người cũng khá là nổi tiếng ảo tưởng và ham thích, rồi tự mình lên đồng, lên bóng, cứ tưởng giống như là ai đó nhập vào, xong rồi mình mua may. Và cái đức, cái tâm, cái năng lượng sứ mệnh để giúp đỡ người thì không có, thì nó vô cùng là tai hại. Cái bà này bị ông hỏi trực tiếp, còn để ý là 3 lần ông hỏi thực sự bà có muốn hay không, muốn có hay là không, và ông đã chốt với bà luôn là muốn có. Thì ông nói muốn có là một điều rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta ai cũng rất muốn, nhất là giống như má con, muốn gì? Muốn nói một cái gì đó mà có vẻ mình đoán trước để người ta trầm trồ. Mà mình đoán đúng á, cái người ta nói ồ hay quá, cái mình có cảm giác nó tự hào. Và con cũng vậy, và tất cả chúng ta, chúng sanh ai cũng mong muốn lời khen. Cả một đời chúng ta đi tìm lời khen. Và cái cách dễ dàng nhất là ngồi đó đoán hậu, lát nữa diễn ra cái này nè, người kia nhất định sẽ thế này, kết luận, phán xét tương lai. Một âm chim tinh đi vào trong đêm để nhìn lên bầu trời sao, đoán số phận, rớt xuống một cái hố, bị được một cái bà trong một thôn nọ cứu, vì bị thương nặng cứu sống ông ta mang ơn, và ông ta nói đến vua chúa quan quyền cũng phải trả một cái món hời rất đắt để được sắp hàng. Tôi đoán tương lai của họ. Đây là địa chỉ, bà hãy tìm đến nhà và tôi xin miễn phí cho. Bà nói dạ thôi ông ơi, tương lai làm gì, 2 bước chân của ông còn không rõ để phải sụp hầm lỡ hố, ông đoán được tương lai của ông. Tất cả chúng ta đều rất muốn biết tương lai, trong khi mỗi hơi thở của mình, hít vào thở ra, hơi thứ 3, thứ 4, vọng tưởng kéo mình đi mất. 2 bước chân, mỗi hành động rất nhỏ mình không xử lý được, nhưng tâm của con người chúng ta lại bị cái lòng tham của vô minh bản ngã, lúc nào cũng mong đoán được tương lai. Và ai cũng có cái bệnh này cả, ai cũng muốn mình lên đồng lên bóng bằng cách đoán một cái gì đó chưa diễn ra trong tương lai để được người khác lắng nghe, để cái bản ngã mình được trầm trồ. Đây là một căn bệnh. Cô có thực sự muốn không? Câu hỏi đó là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thật sự muốn không? Muốn biết tương lai không? Muốn có cái năng lực thấy đó không? Muốn được nhà ngoại cảm không? Vô cùng nguy hiểm. Chỗ cái đó nha. Nên Đức Phật dạy chúng ta là cốt lõi, biết thân gọi là quán thân, biết trên thọ gọi là quán thọ, biết những gì đang diễn ra trong hiện tại, ấy chính là tu thiền, chính là pháp môn của Phật dạy. Còn những gì ở đây mà bây giờ mình không biết, mình biết ở đâu đó, thì những cái biết đó vô cùng tai hại cho mình và người khác. Cho cái người trí tuệ Dù họ có năng lực ngoại cảm, nhưng đó là sứ mệnh của họ. Nói câu nào nó xéo sắc, nó sâu sắc, nó tàn phá và sát thương cái vô minh đi đó. Con thấy cái cô này có phản ứng, cô này có phản ứng kiểu giống như là có cũng được, có cũng được, tức là sao? Muốn có cũng được, cũng được, đại khái cũng được. Đức Nhật Bình muốn có không? Diệu Nhàn muốn có không? Khi mình được hỏi nhiều lần, cô nói là có rất là mệt, nhiều khi rất là mệt, nhưng mà cũng cứ nhấn mạnh lại là nếu như mà họ thực sự muốn cầu phước thì tôi vẫn giúp, có vẻ rất là lòng từ. Nhưng mà ông nói một câu rất là sâu sắc: mình giúp người ta, đừng nghĩ là mình tạo ra phước. Câu này cực kỳ chấn động. Đừng nghĩ những gì mình làm là tạo ra phước. Vì sao? Vì mình làm là bằng tình thương mà thiếu trí tuệ. Cho nên cái lễ, cái đức nó chưa chắc tạo ra phước báo. Một cái cúi đầu kính lạy như thế này chưa chắc tạo ra phước báo, bởi vì người ta có thể giả trang thiền tướng. Cúi đầu trước mặt vâng dạ nhân phía sau lưng cực kỳ nguy hiểm, giết một mạng sống, bỏ chính cái bào thai của mình là phá thai. Rồi cuối cùng chuyện đó qua lại, quên lãng vào dĩ vãng, và một người phát hiện ra mình quá sợ, và những gì họ nói mình phải chuộc lỗi lại để cho nỗi sợ mình được an yên, bằng cách thực thi một số nghi lễ, bài cúng, đặt tên, đem vô chùa, tụng bữa cầu siêu cầu an, mướn ông thầy trả vài đồng tiền, cảm thấy trong lòng vô cùng mát chịu. Và mình biết được, cho nên người ta tin vào lời của mình nói, và người ta nghĩ làm như vậy là hết tội, và mình làm cho người ta không còn nhìn lại cái lỗi lầm đó, kiểu cả kiếp người để sám hối, và người ta cho rằng việc đó rất đơn giản. Lần sau nếu phạm làm y chang như vậy thì mình đang phá đi cái nhận thức nhân quả của kiếp người, và mình mang cái tội cực kỳ lớn, trong khi mình nghĩ rằng mình giúp thiên hạ. Này sâu sắc không? Này quan trọng không? Cho nên những người làm địa lý, phong thủy phần lớn không ra gì cả về cuối đời, thậm chí con cái của họ. Không phải là bởi vì bản chất của phong thủy địa lý, mà bởi vì họ không đủ cái tầm của trí tuệ. Ông thầy riêu này ông nói có cả cái tâm, có cả cái tầm, có cả cái đức, có cả cái tuệ, tức là trừ bi và trí tuệ phải đi xong, phải có cái sứ mệnh đủ để mà làm cái việc giúp người, cứu người. Ai muốn thì tôi giúp, chưa chắc anh giúp người ta. Người ta tìm đến anh, trong đoạn clip nói người ta muốn anh quá giải cái hận thù trong lòng. Anh biết cái chuyện đó, anh không đủ trí tuệ. Anh chỉ biểu cái người mẹ đó đi làm lễ để hồi hướng công đức. Công đức ra hồi hướng, làm một cái lễ để trả ký, mua rẻ cái lương tâm 50.000 bạc lẻ để mình có cảm giác hết tội lỗi. Trong khi cái hận thù của đứa con nó vẫn còn đó. Mẹ con không thương con, mẹ con bỏ con, mẹ con hận con. Hóa giải được cái hận thù cho cái người vong linh đó thì buộc mình phải có đủ trí tuệ, thuyết kinh giảng pháp, nói rõ đạo lý để cho họ buông bỏ đi, để giải thoát họ. Và đến nói luôn với người cha người mẹ về cái đạo đức, về cái nhân quả, thì họ phải thức tỉnh, chịu trách nhiệm và sám hối cả kiếp người họ. Mình không làm được hai điều này, mình chỉ làm một cái lễ, lấy cái nghi thức tụng bờ kinh, phóng sinh vài con cá, làm một số việc mà mình nghĩ rằng phải xin phước, nhưng mà cuối cùng không thật lòng, không hết tâm, thì những gì mình làm chỉ là ngụy trang bên ngoài để mua rẻ lương tâm đang hối hận. Trong lúc mình nghĩ mình giúp, nhưng mình đang hại hai người cùng một lúc, cả mẹ lẫn con. Cho nên mình không biết tâm linh thì mình khờ khờ khào khào. Mình biết đâu được 5-3 bài kinh, mình tin đâu được 5-3 câu chuyện, mình nghe đâu được 5-3 điều mà người khác chưa biết. Bắt đầu mình muốn làm thầy, và vô cùng nguy hiểm. Cho nên ông ta mới nói những cái lời giống như thấy tâm người ta mà buộc người ta phải lắng nghe, trong khi những cái lời đó rất là, nếu mà bình thường người ta nói là mình sẽ không chấp nhận. Ông ta nói là cô đã sai, và cô ta nói giật mình sai sao? cô không có giáo dục đạo đức cho cha mẹ, cô ta phải chấp nhận điều đó. Cô sai trong khi cô nghĩ rằng cô đang làm đúng, và việc làm mình nghĩ mình đúng mà nó sai thì cái việc đó phước nó thành quả. Cho nên đạo Phật dạy là gì? Không phải duy từ bi làm sự nghiệp, không phải duy giới hạnh làm sự nghiệp, không phải duy thiền định làm sự nghiệp, mà duy gì? Duy tuệ thiền định. Phải có trí tuệ bỏ vào trong giới mà dựng, có trí tuệ bỏ vào lòng từ bi, phải có trí tuệ bỏ vào tất cả mọi thứ. Nếu không mình tà kiến là mình tạo ra vô số những cái đau thương. Và ông đã nói trước là nếu như bà thật sự muốn có thì rất nguy hiểm. Cho đến khi ông nói rất nhiều nguy hiểm đó ra thì bà mới nói là dạ thôi không muốn có. Cho nên cái lễ bình thường nó có thể sinh tội. Đừng nghĩ mình cúi đầu kính lễ mà sinh phước. Nếu không trí tuệ, lễ nó sinh tội, nghi thức đó nó sinh tội. Cho nên ông ta muốn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là cô muốn có để làm gì? Cô muốn có để làm gì? Để hành nghề, để giúp người. Mà giúp người thì tốt rồi, nhưng mà đủ trí tuệ để giúp ông. Nếu không học pháp, không đủ sâu sắc trí tuệ thì muốn có nó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Ồ, rất là dễ hiểu như vậy. Muốn có rồi thì để làm gì? Ông ta rất là khiêm tốn, rất là trí tuệ. Khi ta nói bản thân tôi không phải tốt nhé, tôi phải nói là tôi đang tốt, nhưng nếu tôi và cô mà làm sai nhân quả thì tôi cô cũng chết bờ bụi giống nhau. Những câu nói là cực kỳ nhân quả, hợp với đạo lý của trời người. Cho nên để được thực sự mà giúp một người phải có đủ hai yếu tố. Một là đức hạnh, phải là nền tảng, thì đó là sứ mệnh của một người làm thầy. Nhưng chưa đủ, phải có thêm trí tuệ. Thì sứ mệnh của một người mà giúp được người khác phải đầy đủ hai thứ: trí tuệ và đức hạnh. Đó là câu chuyện mà con muốn chia sẻ với chị Quỳnh Đệ. Ami Đạt.